Xin chào các bạn. Hôm nay vùng San Jose của mình, cái mùa hè nó lên rất là nóng. Hôm nay như là nhiệt độ lên nóng nhất là cũng 96 độ. Đổi ra độ C là bao nhiêu ta? Sắp xỉ 35 độ C đấy. Giờ cũng hơi mát rồi, mình ngồi mình thưởng thụ một tí bia. Chơi cái kiểu bia bỏ đá giống như Việt Nam. Mình chở con gái đi tập lái xe vòng vòng. Xong cái con gái muốn đi vô Costco là cái chỗ bán sỉ đó. Thì vào đó mua cho con gái mua trái cây, tại vì lúc này con gái thích uống sinh tố cũng như là tự xay á, tại mấy cái sinh tố bán ngoài nó rất là nhiều đường, giống như con gái thích mua trái cây rồi đông lạnh giống như chuối rồi mấy cái berries. Mấy cái raspberry, rồi blueberry, rồi strawberry. Nói gì đó, nó đợi đông lạnh. Xong rồi cái nó bỏ trong cái máy sinh tố nó quay lên. Nó bỏ tí nước, xong rồi cái nó uống gọi như là sinh tố cái kiểu thiên nhiên vậy. Không có bỏ đường vô. Thế mình sẵn hỏi mình ghé mua cái bia luôn để uống từ từ. Cái bia mình thích nhất vào Việt Nam mình thấy là cũng thích nhất là Heineken. Hai cha con về tới nhà nóng quá, chạy vô trong phòng bỏ máy lạnh lên nằm coi YouTube đã đợi. Xong mỗi lần mà bước ra cái phòng á, cái không khí ở trong phòng nó mát mẻ, bước ra nó nóng hực lên cái là mình tưởng nhớ giống như hồi ở còn ở mà Sài Gòn cũng cũng tháng 7 á, 7 tháng 9 gì không? Nghĩa là trong hotel mở máy lạnh maximum luôn là tối đa luôn á, rồi xong rồi mở quạt nữa. Xong rồi đến lúc mà thay đồ đi ra ngoài vừa bước cửa ra một cái nó hơi nóng đó. Là mình dốc nhớ Việt Nam như sợ. Nhưng mà từ trong phòng máy lạnh mà bước ra ngoài rất là nóng. Xong đi chừng chút cái bắt đầu nó quen lại cái hơi nóng thì bắt đầu đổ mồ hôi rồi đó, nhưng mà cũng ok, nó nổi đi vòng vòng, nhất là buổi chiều như vậy nè, đi kiếm đồ ăn rồi còn cái gì lúc mình đi tối hơn nữa, chờ đến tối thì tối trời sập tối luôn. Có tiếc là hồi là thời đó mình mấy cái video mình nó quay rất là rung. Bia mà bỏ nước đá kiểu vậy uống nó lạnh nhất à, nó thấy nó không có cái mùi bia. Hay nữa là thấy nó cái nồng độ của nó nhẹ quá, nó tan nó coi như nước đá tan ra thành nửa bia nửa nước lạnh, cũng chừng lo cho nó đã khác thôi. Cái cảm tưởng đi về Việt Nam chơi mà nóng nực mình chịu đựng cũng vui. Mới đầu về lần đầu á, trời nó hực vô một cái mà thấy khó chịu lắm, nhưng mà mình thấy cái nóng đó, mình không sợ bằng cái tiếng động. Trời ơi, vừa bước ra sân nhất là đến ten 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 ten, từ sáng đến tối vô hotel đóng cửa rồi về thì mới hết nghe, cái lỗ tai mình không nghe quen á, nó cảm thấy khó chịu. Nhưng mà cái nóng thì ok, nóng đã vô tắm uống bia cũng đến nỗi, nhưng mà cái tiếng tiếng kèn nó là như đến một hai ngày sau mình mới quen được đó nha, nó làm mình nhức cái đầu luôn á. Và mấy bạn sống quen rồi thấy nó không có sao, chứ mình sống như yên lặng như vậy là tự nhiên cái lỗ tai mình nó quen rồi đó.
nói thì mình cũng thích cái cảm tưởng mà về Việt Nam, mình cũng thấy cái vui vui, thấy cũng như mình giống như mình trở lại thời gian vậy đó. Lúc đầu mình về mình thấy những người Việt Nam nói chuyện với mình thấy hơi nói chuyện hơi nhanh, nói rất là nhanh luôn, mình phải lắng tai nghe. Không phải mình quên tiếng Việt nhưng mà nhiều cái từ sau 75 nó thay đổi rất nhiều. Các bạn nào mà ở bên Mỹ lâu rồi mày thì trở về Việt Nam thì mới hiểu được, tại vì ảnh hưởng những cái danh từ của chính quyền từ Bắc vào Nam đồng đi đó, nó thay đổi đi cái ngôn ngữ đi đó. Dĩ nhiên cái ngôn ngữ nào nó vậy, tiếng Anh hay tiếng Việt Nam hay tiếng gì, nó thay đổi một thế kỷ này. Trong trong khi đó mình về là ba 32 năm rồi mới về, thì trong 30 năm đó là ngôn ngữ là nó đã thay đổi rất nhiều rồi, những là tiếng lóng này là có mấy bạn trẻ nói chuyện rồi đó. Bây giờ thì mình biết nhiều khá nhiều rồi, nhưng mà hồi lúc mà về lần đầu tiên mình nghe mình phải lắng nghe dữ lắm. Những cái danh từ mới như là cái gì tham quan rồi anyway, mình không nhớ nọ rõ nha. Bây giờ thì hồi lúc mà mới về mình rất nhiều cái danh từ mình phải học lần thứ hai rồi gì. Mình nghe mình biết nghe cái chữ đó mình quen tiếng Việt Nam nhưng mà cái nghĩa mình không biết, không biết hiểu cái danh từ mới. Mình thí dụ cái chữ tham quan là mình nhớ là như vậy nè, rồi còn chữ gì nữa ta, tạo dáng hả. Bảo trì rồi bảo trọng, bảo trì có mất tiêu rồi ha, cái quyền này gọi vậy đó. Nói tóm lại hôm nay trời nóng tự nhiên nhớ Việt Nam chút đỉnh. Ai mà ở đây về Việt Nam chơi thì ví dụ như vacation thì rất là vui đúng không? Còn nhiều người mà khi nghe mà nói tới về Việt Nam cái người ta nói trời ơi Việt Nam chán chết. Nói nó không phải, tại mình ở đây rồi mình đi về chơi thì mới vui, chứ còn mình nói mình sống ở Việt Nam thì cũng chưa chắc chưa hẳn là mình quen thuộc được cái lối sống ở Việt Nam đâu. Mình thích như vậy chứ mà chưa biết ạ. Nhiều người họ về họ tùy tùy có người đó, có nhiều người họ về họ thích, giống như có nhiều người người quen của mình ở đây, có mấy đứa nó cũng sanh sống sanh đẻ bên đây nè, về Việt Nam làm ăn tự nhiên họ thích hợp ở đó. Mình thì chỉ thích cái cảm tưởng khi về Việt Nam, mình nó giống như mình trở lại cái tuổi thơ của mình, những cái nhất là khi về quê đó, đi về cái miền Tây đó mình thấy rất là thích, cho nên khi cái chuyến tới mình về là mình phải sắp đặt đi về quê. Lần trước thì được bạn chở đi vòng vòng từ Sài Gòn tới Sa Đéc rồi là Vĩnh Long, Long Xuyên, Cà Mau, nhưng mà anh chàng đi công công chuyện cho nên mình ngồi xe suốt 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 rồi thấy cũng không có vui lắm. Cái gì mình đi mà cũng giống như mình tới đó rồi mình khám phá đi vòng vòng như là tới Cần Thơ mình chưa tới, chỉ có đi tới nỗi mà đi ngang thôi á. Mình muốn là tới Cần Thơ để mà Bến Ninh Kiều đồ cái răng rồi gì phải không, cảm nhận những cái cái lối sống bây giờ của những người Việt Nam mình thấy rất thích, coi YouTube mình thấy thích lắm. Đấy rồi. Thí dụ như mình về Cần Thơ mình ở rồi con ruồi nó bay ngay lỗ tai nó kêu nó hết hồn. Mùa giá mùa hè ở đây ruồi ở đây cũng rất nhiều các bạn, nếu như mà mình không có, nhất là thùng rác khác, thí dụ mà mình làm
bỏ rác mình không cột cái bọc lại cho kỹ, để cho nó là ruồi nó bù hôi thối lắm. Và ở đâu cũng côn trùng ở đâu có hết, nhưng mà không biết sao mùa đông nó lạnh nó chết hết rồi, cái đến mùa hè cái nó sống lại. Và nói đến côn trùng mình nhớ hồi xưa ở Sa Đéc á, muỗi kinh hồn luôn á. Nhưng mà khi mình về Sa Đéc lần kia sao lại bị không có muỗi như ngày xưa nữa. Ngày xưa mà ngủ mà không có mùng mà thôi là chết rồi, giống như là sáng là chắc sưng người luôn á. Mà cái hôm mình về là mình chỉ bị một hai con muỗi cắn nè, mà ngủ không có mùng. Cửa sổ đâu có lưới gì đâu. Có thể cái khu đó diệt trùng với lại diệt muỗi nhiều, với lại cái lúc đó không có muỗi nhiều hay sao biết đó. Chứ mình nhớ hồi nhỏ hả, chừng mà trời mặt trời sắp tối ha, cái muỗi nó bay lên cái đầu mình nè. đập vui lắm. Còn nhiều khi buồn mỗi người đưa cái đùi ra cho mùi, giữ mùi giữ mũi chứ, muỗi cắn đập chát bỏ trong cái bao lâu luôn. Ôi ngồi đập được mấy chục con thôi. Buồn quá không biết làm gì, ngồi đập mũi cho vui, để cho cái đùi với cái mồi. Từ đây đến từ đây nhà mình cho đến cái phi trường cũng chắc nghĩ chừng 10 km hả, lâu lâu cái máy bay có cánh mình cũng nghe được đó nha. Vì ngồi đây cái máy bay nó bay qua thấy ước chi mình có tiền cứ nãy tối ngày cứ bay đi bay tới bay lui. Nói tới mới nãy cũng ghé mua 5 tỷ số coi tối nay có trúng được vui, tụi nào cũng muốn nè các bạn. Thì mình khi có chút đỉnh tiền thì mua, còn không thì thôi. Mình không có giống như là tự nhà phải chạy ra mua, khi nào mà đi chợ dễ thuận tiện nó mua luôn, hên xui mà có lần trúng 5 số hay là cái dãy ăn mũi á. Còn nếu như thêm một số gọi là cái bông đó, cái mega nữa là mình trúng cái lô độc đắc cái hôm đó là như là 29 triệu. Mình vô được có 5 số rồi, trúng được cái 10 mấy ngàn, đóng thuế xong còn vài ngàn, xong rồi cái mua đồ cho ông nít cho mấy đứa con rồi cái trời rồi đó rồi nó đâu có gì đâu mà nó bù đâu, mình đâu có ăn mồi hay gì đâu, cứ uống cái lắm rượu bia. Thiếu cây quạt khỏi thổi vui luôn, nó là y chang Việt Nam. Cái nhớ rồi đi vô mấy cái chỗ ngồi quán ăn rồi đó, cái mấy quạt thổi thổi ngay cái mặt luôn, thổi giống như hơi nóng thổi vô mặt vậy đó, chứ đâu có mát mẻ được gì đâu. Chứ khi nào mà uống mát là chỉ phải chạy vô hotel rồi mình mở máy lạnh lên tắm cái rồi nhảy ra. Và đi xong một vòng là về hotel là tắm cái rồi nhảy ra, nghĩ ra thì mới mát thôi. Rồi đó. Một là bia ở trong hotel, bia trong hotel thì nó để cho nó lạnh, không có được bao nhiêu, mình phải gọi lên, mất công quá. Rồi lúc đi về hotel cái mình ghé cái chỗ tiệm mấy chỗ bến thành đó, có cái Circle K gì đó, vô có sách chừng 6 lon bia về cái bỏ tủ lạnh uống vui. Không biết tới chừng nào mà nó đi về Việt Nam được nè. Nghĩ tới tới hè tới mấy tới đi. Về Sài Gòn chừng 3 ngày bắt đầu phải chuẩn bị đi du lịch tiếp. Đi mình nghĩ mình đi về hướng Tây, miền Tây trước, về thăm mộ ông già, mộ ba. Xong cái mình đi vòng vòng chừng tuần về Sài Gòn, bắt đầu đi ra miền Đông chơi Đà Lạt.
Hội An, trở lại Hội An phải phải quay phim được nhiều. Đà Nẵng, Hội An thì thích. Rồi quyết định rồi, năm tới hè đi, dẫn con trai đi không thôi, nó không tiện đi cho nó bỏ nó nhà, bỏ nhà với bà nội nó. Giờ phải chuẩn bị, chỉ dạy nó nấu ăn tự lo mới được, thôi để nó cứ phụ tùng ông già hoài, mỗi lần nó đói đi. Daddy, I'm hungry. Không được. Rồi uống bia nó lảm nhảm. Tự nhiên cái nóng đó là mình nhớ Việt Nam, tính muốn đi Việt Nam ghê luôn. Thấy chừng 2 tuần chắc đủ. 2 tuần chắc nhớ nhà rồi. Đủ ha. 2 tuần, tuần thứ ba nghĩa là đi 3 tuần, mình nghĩ 1-2 ngày đầu thì về thì chắc không phải chờ cái cơ thể nó đổi thành cái thời giờ Việt Nam, sau này mới đi chơi được, chứ không thôi khoảng 8-9 giờ sáng mà cứ ngáp ngáp hoài mệt. Sáng tối tối sáng đó. Nói hoài không đi chán quá các bạn. Thôi đi đi, hè tới đi nhất định rồi. Thôi mình mở uống lon bia này xong rồi chắc đi chợ mát rồi đi bộ nha các bạn. Cảm chào, bye bye. Không biết có đi bộ nổi không. Trời còn quá nắng luôn. Uống lon bia xong mới làm biến. Thôi đi ra đứng đây chút xíu cho nó mát mẻ. Nhìn xung quanh cái xóm mình này. Trên đây là cái mấy cái núi, có mấy cái nhà cũng rất là tốt. Mình không hiểu những người ta thích ở trên núi nhưng mà không có cái biển cả gì hết thì không thích. Mình thích ở vùng biển à. Chứ biết ủa có cây mát, đứng đây mát lắm. Nằm xuống cỏ, cỏ họ mới cắt nữa, rất là sạch sẽ luôn. Rất là ngắn, rất là tươi. Tưới cỏ rất là hàng ngày luôn á. Và không có ai ra đi hưởng thụ hết. Ngày xưa mấy con cà lôi nó tới đây nó ăn cỏ. Mình không hiểu sao năm nay nó không có xuống đây nữa. Chớp nhoáng cái tới hết tuần này là bắt đầu con trai nó bắt đầu chuẩn bị đi học lại, phải đi mua sắm đồ cho nó rồi. Hết hè, hết tháng 8 hình như tới cuối tháng 9. Giữa tháng 9 đến cuối tháng 9 bắt đầu mới mát, lạnh lại. Giờ thì giữa hè đó.